Hiện tại thì anh em đang ở trên cầu Cao Lãnh nha cả nhà. Bữa nay anh em lúa đi chơi đây. Hôm nay được đi xe hơi nha. Mấy anh em đang ngồi sau lưng. Rồi chào anh em. Chào nha. Bữa nay anh em lúa được sự lời mời của một người anh ở Đức. Mời qua Cao Lãnh chơi cả nhà. Quê hương của Sang nha, gần nhà Sang nha cả nhà. Chưa. Ngày nào tới nhà kêu Sang ghé nhà. Mấy tới cầu Cao Lãnh tới thế hà. Anh em thì mới vừa ăn sáng xong luôn. Mình qua bển lấy sức mình chiến nha. Mình đang khỏe làm sao? Yếu ơi. Tới rồi, tới rồi. Có đâu. Đâu quá tới về đâu mình nhá. Anh Thắng đang phát quà Tết cho bà con. Chào anh. Dạ. Dạ phải anh. Em chào anh. Alo, biết mà, biết. Đây là gia đình mình. Dạ. Tâm vợ với mấy người bạn thôi. Dạ, vì là em mang qua hơi trễ rồi, tôi qua shop giúp tụi em phụ. Đi còn nữa, còn phát tiếp. Dạ. Thắng đây anh giới thiệu luôn. Dạ. Mày ở đây nghe nhẹ không? Năm hai lúa. Em kênh YouTube chứ không phải hai lúa miền Tây là khác à. Hai lúa miền Tây. Dạ. Là vợ của anh. Dạ. Còn mẹ, chào mẹ, chị. Mẹ vợ. Chào bác. Mấy người này bạn nó biết về. Dạ. Con mời hai con qua ngồi ghế ngồi. Vô anh em ơi, thu tiếp. Dạ. Chào gì? Khỏe không gì? Dạ. Dạ. Chào anh. Hôm qua là chắc 10 ký hay xong. 10 ký. Nhà có nằm đây à anh. Con kia. Dạ. Đó là chồng nhiều hết vợ chặt hết mẹ. Sầu riêng ha. Đúng rồi. Sầu riêng với mít. Cái nữa qua bệnh anh em vào chuyện với ảnh. Dạ. Lo cho nhà quá. Dạ. Ở đây địa phương ở đây thì bà con biết trành hơn chứ anh lâu lâu về anh không đúng rồi đúng lúc mà nó mình đi mười mấy tuổi á. Dạ. Xong mình về đây nhiều khi người ta nhận dạng mình ra mình cũng nhận là mình dạ. Biết người ta được người ta cũng hơi buồn phải không? Dạ. Mình cũng biết cho anh cầu xin lỗi thôi chứ làm sao bây giờ. Bao nhiêu phần anh Thắng? 100 phần. 100 phần. Đúng ra là 10 giờ phát nhưng mà bà con đến đông quá. Đúng rồi, cho nên tại mình cũng tới đây trước đây cũng 10 phút á, cho nên thấy bà con thấy cái ngồi thấy tầng nhiệt quá. Dạ. Cho nên gia đình quyết định là không phải đúng 10 giờ. Dạ. Đúng rồi. 9 giờ 40 thì phát cho người ta để bà con về. Dạ. Còn đi chợ búa nữa. Ai anh là có gì ấy thế tiếp cho cô đi. Cô tèo dạ. Đây có mấy anh em đây ấy tiếp cho cô. Đó,
ba phần. Ủa có người đấy hả chị? Đây đây góc này anh em, đây góc này nè. Ôi. Ba phiếu nữa. Ba phiếu không? Ba phần tiếp theo nữa anh em ơi. Để mọi người lên kìa, kìa có cái anh tiếp đi kìa. Về nào? Có phiếu không? Có. Đó, bà già không có đó. Bà mấy đứa này ở trên gần tôi. Đúng, ở trên nhiều năm rồi. Cũng nói nè, Đức hay uống. Để nằm trên đây dễ chạy hơn, máng khó chạy á. Dạ, máng giật tay ga là... Không sao đâu, quen rồi. Đã chấp người cô á. Ờ. Chú Quỳnh á. Hai chiếc. Ừ, hai chiếc. Chú Quỳnh. Rồi, vô nhận luôn. Thấy được không? Bỏ qua bên đây nè, chú Quỳnh nó vô lấy. Ok. Nó trực ướt á. Rồi. Nó kêu lấy giùm. Nhỏ cháu. Con gái nó hè. Mấy phiếu nữa kìa anh em ơi. Mấy phiếu chị? Ba phiếu anh em ơi. Đây tụi em ấy tiếp. Rồi. Đủ luôn. Thấy cái chân anh này yếu dữ cả. Anh cầm luôn anh. Hai phiếu anh em ơi. Còn khoảng 20 phần nữa anh Thắng. Đúng rồi, nhưng mà bây giờ mình không thể đợi, biết bà con có thể là trễ đó, cho nên mình ngồi đây với bà con thấy bao giờ. Dạ dạ. Ngồi chơi uống nước cũng được. Ngồi chơi. Còn mày cũng lai rai. Tao có hàm cổ mà mày chụp 4 lần này tao không ta. Thiệt luôn, cá tao biết cá nhóc. Mà nó là cổ à nha. Ồ, cái vườn xài đây phá chưa hả anh? Ừ. Trồng mít sầu riêng hả? Trồng mít sầu riêng. Trồng được bao lâu anh? Mới có 2-3 tháng. Còn hàng 2 mẫu. Cua ta. Anh nằm trong trồng sầu riêng. Dạ. Có gì anh Nam? Sầu riêng. Năm nào anh Thắng cũng về anh Thắng? Đúng rồi, năm nào mình cũng về đấy. Sao mình cũng nhớ quê hương phải không? Dạ. Năm nói là cái hầm này là cá nhiều quá hả? Đây là lúa, đây là ba lô cá. Nằm chơi dưới đứa tàng hình bắt ba con đun hay gì?
Anh Lâm nó có ai ăn vú sữa không kìa, có vú sữa như có trái hay gì đó. Gì lời? Hầm cổ của anh Lâm đây hả? Hầm cổ là hôm nay mới ấy lên cổ, nhưng mà ổng nuôi cá lắm. Để chút nữa hỏi ảnh á. Trời ơi, cá hôm nào bắt lên 7-8 kg. Dạ. Biết nói luôn á. Bên này đất tốt hơn bên lúa rất là nhiều quá nha. Như là giống như cồn á, đất cồn á, tốt hơn. Mà cả nhà thấy xài trái tốt ghê không? Tới công chuyện, anh Năm nói có ai ăn vú sữa không mà. Anh thằng ơi, trái của cả nhà ơi. Có kìa. Nhà có trái nè. Dính rồi đó. Vú sữa này dính vô gì vậy ta? Đó, trái nó dính sang. Nè, trái này nè. Bẻ vô mấy chị ăn. Nè, trái này chín nè. Cái này nè, bóng lưỡng nè. Nè, hoàng hiếu có bẻ trên đó kìa. Ê, dừng gãy cái này sao lại. Nè. Không được rồi, nó gãy quá. Kìa kìa, nó ra chính là kìa sen. Dữ lắm vú sữa trái à cả nhà. Dạ. Anh tên là Long, còn anh kia tên là Nghĩa. Anh Long. Rồi, chào anh Long ạ. Dạ, chào anh Nghĩa. Cảm ơn nha. Hay sữa hả? Phú sữa hả? Dạ. Còn mấy cái cây nhỏ là cây gì đây? Mít. Mít chứ sầu riêng. Vậy khoảng chừng mấy năm mới có trái? Em không biết hỏi chắc em. Mấy năm mới có trái? Khoảng này là khoảng 2 năm nữa có trái ạ. 2 năm nữa hả? Sầu riêng thì khoảng 4 năm nữa. Mày leo rồi, phải leo trên kia kìa, trái nó mới nhiều, nó chín. Thôi cái gì mình bỏ qua được, bỏ qua, nhiều khi nguy hiểm đó. Ấy thì bẻ vô cho mấy chị luôn. Đúng rồi, đó. Mấy cái lưới này người ta dân làm gì vậy? Bắt cái đun dừa với dê này kia nọ. Nó phá trái cây á. À, nó có một cái. Dự lâm trái rồi. Coi nhưng bây giờ hiếm có vú sữa mà ha. Giống giống vú sữa này, giống vú sữa này, lò rèn hay gì á. Có hai trái nữa. Nhưng nếu mà chín nhiều lắm mà. Cho mấy chỉ luôn. Khủng khiếp trái thiệt chứ. Anh Năm mời mấy anh em qua đây chơi cũng lâu lắm cả nhà. Nhưng mà anh em không có thời gian đi qua được. Bữa nay anh Thắng anh tổ chức rồi xong tiệc mấy anh em bữa nay rảnh ra qua chơi với ảnh. Dữ lắm trái. Ủa là vú sữa này gì mà không xịt thuốc mà cũng không bị sâu ha. Vú sữa này cũng hên xui rồi. Như mà như là 80% ăn được. Còn mấy trái nghẹt cái chơi trái như lá luôn á. Cả nhà coi nè. Đúng trời thì. Ơi vô anh em ơi. Mấy trái cho chị được, mấy chị được rồi. Cây giò ra được à. Cây giò. Cứ vô cái anh Năm nói mày qua một lần này thôi nha. Ở nhà có cây vú sữa này cho mấy bé ăn là đúng đời luôn. Chắc về trồng cây quá. Vừa mới có bẻ có khu đó đó. Còn khu này chưa nữa đó. Vậy tính hết cây luôn. Rồi, này tầng lễ là không còn trái mà. Ngay chăn Tết luôn anh em. Được rồi. Leo được luôn trời. Anh Long. Dạ. Leo được luôn hả? Anh có dịp qua mấy anh em chơi đi dắt anh vô đồng rồi săn bắt trải nghiệm đâu. Trời ơi, có lý quá. Thôi đi vô giữa chân rồi, xài dính vô cái chân rồi. Dính biết gì vậy? Xài hư á. Thank you.
dữ lắm trái, năm ơi chín muốn hết rồi. Thì thấy hầm cá đó không? Dạ, chưa qua tới. Tàu hầm cá này khứ già có công lớn mà cỡ 10 năm nay không có tát. Tao nghe cá nó tát bụp bụp chứ. Cái hầm đó dữ lắm, cái hầm đó. Tao đem nói vậy bữa nào với em qua mượn hết trơn luôn á. Thiệt luôn á. Đem hồi thứ 20 mét kéo cái không còn gì chứ. Cái đó mình dọn cỏ không cực. Cái hầm nó có nhiều mình dọn lên cho nó mình kéo vậy. Rồi dọn kéo quật tát. Sao cái này cũng thấy nằm phát tướng à? Vậy chứ. Năm rồi đó trời. Năm chứ hả? Gặp nhau, mình gặp nhau năm rồi. Ừ, năm rồi. Bây giờ sao ta làm sao cho nó. Mình ngồi bên đây phải không? Mấy ông ngồi đây, ngồi bên kia. Chỗ nào cũng được, không khắp chỗ nào. Lấy ly bậm bên đây nè. Quá. Dạ. Để năm bắt cái hầm lên chứ. Chứ. Mình nghĩ anh năm lớn tuổi vậy không lẽ năm lội xong bao vô hầm bắt. Còn cháu không chị. Nó biết nó bám có gạt đâu mà. Dạ. 130 ngàn ký. Cái lóc à. Năm ai. Có nhưng mà nó chặn cái chạy đó. Không có mà bây giờ. Ý ông bây giờ. Chứ mỗi năm là cứ lái xe còn đây không có lái xe. Chú bây giờ muốn ngồi chung với tụi tôi cho mấy bả ngồi bà kia phải không? Đúng như vậy. Anh Năm vui tính luôn cả nhà. Lúa với mấy anh em gặp anh Năm được một lần rồi. Này nước suối hả anh Năm? Nước suối phải không? Rượu, rượu. Chai luôn, chai hả chú Năm? Hả? Hai người chai đi. Bây giờ chú uống bia không? Các bia thì có bia. Bây giờ uống bia rượu trước. Ừ, cái nào cũng được à. Không có, vô hai anh em tự ăn nhau tổng hết rồi. Đã ông chịu rồi, chứ phải lấy tôi uống bia để còn em cái gì cũng được chứ là uống bia không. Bây giờ sao ba cái này nó dưới bánh mì sao? Đổi nơi hết rồi. Bây giờ mình số rồi chú ơi. Mấy tao rồi kêu nhỏ này mà chị hả? Chị. Nói sao em làm luôn á. Bây giờ vậy nè em. Đi. Em bên nữ hay con nữ ngồi đó đi. Vô ngồi luôn. Vô ngồi cho. Là cũng giống như Việt Nam mình sát Campuchia vậy đó. Bạn em ở Hà Lan, em ở Đức. Thì về chơi cháu là bên Campuchia này. Bây giờ sao anh ngồi bên bên nam được không? Bên nào cũng được. Rồi bên nam bên nữ cho ngồi bên nữ đi. Rồi, anh Năm hỏi anh ngồi bên nam được không? Hả? Ừ các ngồi. Chặt trái rồi để anh bạn sao để hết nè. Chắc nó bự lắm. Thì em đem mấy cái ly qua để vô luôn. Giờ giờ ca đi, giờ ca đó là mình gọi anh mình gót vô. Gót vô ca hả? Vừa uống dữ lắm rồi. Vừa uống lắm rồi. Vừa uống lắm rồi. Vô. Vừa uống luôn. Được ly dữ lắm, vừa ăn ly. Này ly. Trời ơi cái này vừa ăn. Thử coi. Hai dao nè. Nghe lúa nè. Nó cục rồi đó. Hai dao. Được rồi. Không có nước luôn. Rồi. Trái nữa là góp được rồi đó. Trái này dư à. Giót đi là coi. Chăm luôn đi. Hay cho mấy chị đi. Một cái luôn hả? Một cái luôn. Thằng ơi. Làm hiếm bệnh đi. Có nước luôn nè anh em. Trái dừa bằng cầm tay tao xong. Trời ơi nó ngon. Dữ lắm nó ngọt anh em ơi. Xong, mày lọn 2 phiếu là mày lãnh xong. Dữ lắm ngọt. Mời cả nhà nha.
Nó ngọt kinh khủng luôn anh em. Thử trái nhỏ này, sang cái bự đi. Cũng đi. À, hấp hai cái hết trơn cái dừa cả nhà. Dữ lắm nó ngọt. Mời cả nhà nha. Ủa? Chặt cho lấy chị chưa? Rồi. Đủ giờ là có đủ giờ. Đủ mấy ly rồi chị nhỏ. Mấy ly trên. Mấy dao, hai dao hả? Đó. Chuyên nghiệp rồi đó. Chuyên nghiệp gì vậy? Cực kỳ ngọt luôn á. Dữ lắm dừa ngọt. Dữ lắm ngọt. Vừa này vừa nhà hay là mua chị? Không biết nữa. Chị là sao con của chú Năm à? Dạ con chú Năm. Thôi rồi. Ghê vậy. Ghê vậy. Ê. Rồi giờ chăm mấy chị đi. Em chăm cho chú Năm. Rồi sang ơi. Nhưng còn có mười mấy phần nữa à? 2, 4, 6, 7 14, 15 phần vậy. Đấy mà chen đi. Chen mới ngon. Ờ dạ dạ. Thử đi xem. Bây giờ vậy nè, tôi đi tính tôi đi. Ê, đi đâu lên? Đây, ly nguyên. Đi tính mà đây nó có nè. Ủa, ông già đó rồi. Dạ, cảm ơn anh Năm. Ủa anh Thắng. Vô anh lúa rồi. Dạ. Cá là giống cá mè Vinh thôi. Không, cá mè hôi. Mè hôi. Giờ hiếm lắm á, cá nó giờ hiếm lắm á. Ít hay hay lắm. Mời anh. Mời cả nhà luôn nha. Mời cả nhà. Mời cả nhà luôn nha. Mời cả nhà luôn nha. Cái gì vậy? Hôm nay ta đã sai nữa rồi gì? Mày chen đây luôn. Cái gì hôm nay ta đã sai nữa rồi hả? Chen bên này. Đây còn cái ly nè. Chen vô cho vui mà. Có cái lúa có à hả? Cái làm lớn dữ lắm. Làm mình đủ chưa? Dạ không. Có đàn bà mình ít là ông có ăn xong tùy anh ăn rồi chị cái sao không? Không có mà. Không vô tiếp cũng lẽ mình mời nữa. Ly này cũng lúa hả? Bên này bên đây. Nhập chung qua bên này luôn. Bây giờ bia nè. Cầm ly qua mời bên chị đi. Luôn đi. Gì đâu uống bia đâu. Thì mời. Dừa nó chưa? Mày luôn hả? Ờ, mày luôn. Em em xin phép mời với chị ạ. Rồi. Dạ. Rồi em nha. Dạ. Vô. Ủa sao mình uống rượu đế? Ờ, bên này cũng có một hai lon bia gì không? Ờ, em nước dừa ngon hơn. Em thích ăn nước dừa. Vô. Vô. Vô ngọt, ngắn gọn dễ sợ. Một, hai, ba, vô. Anh Năm làm luôn hả? Ủi quá vậy. Ăn sáng nữa mình đi mình chợ đó. Ê, chợ đó lát. Trời dày. Một sau đầu chợ cuối. Không đi tới nữa ta. Miếng đi. Khách tới Năm ơi. Cái này thì có lắm. Rồi rồi. Em nghĩ là anh Long với anh ấy quay. Ừ. Thôi qua đi
còn mấy ông phố chạy qua vô vô thôi. Cái này là Mickey Mouse. Dạ, Mickey Mouse. Mickey Mouse. Cái ly. Dạ. Cái ly này, cái ly này. Dạ. Vô hồ đi, vô hồ. Hồ ra. Hồ ra. Làm vừa có chứ hả? Chứ còn nguyên. Bè ly rồi. Đó, chừng nào. Bên này uống bia, để nó bia lên nha. Anh cũng vậy nha. Không ơi, cái gì mà không phải. Bên nặng bên nhẹ kỳ. Bên nào nặng bên đây là ông không chưa uống vô bạn không nào. Đúng không? Em vô bạn. Đóng cái rồi. Bạn nghĩ gì mấy bạn. Mời ngồi ạ. Đi. Mới được. Vậy thôi trước ngồi chỗ giữa đi mới đúng. Luôn. Xong luôn á. Vô đi. Năm ngoái gì còn có đồng tâm, năm nay có đồng tâm không? Năm nay có đồng cá, giờ cá. Vô lên em, vô đụng đụng lên em. Mời mấy anh coi. Vô nhớ đại được, lấy chai lúa ai. Chúc mày chiên nha. Chạy bánh đi. Anh Thắng uống ghê lắm á. Mày nhớ chứ gọi không xong. Lúa hai mặt anh em quá mời Vinh và không chơi đi. Tên mày mày xa tao đây đi, mời quậy mày. À, em mời anh. Mời anh. Thôi à. Mua đội mới được. Hay mình qua mời mấy chú ra đi. Mình đi hết đi chứ mình lúa sao được. Lúa yếu xìu à. Rồi. Thôi mình qua mình mời mấy anh mấy chú mình mời kia cả nha. Đi. Vô anh Năm ơi. Rồi. À, nói ông này muốn tiêu. Vô anh ơi. Gì đó, mắc khén gì đó. Mời anh. Hay trời. Hay trời. Chú Vinh cái này là không phải muốn tiêu nha. Vô. Vô. Bắn đằng đá là siêu vô địch luôn á. Bắn đằng đá bắn mà cao trảo mà rắn mối á. Trời ơi chẳng đi á. Phải không ta? Bây giờ con xài được không? Giờ quên rồi. Đi học xong á, về là hai anh em là bây giờ bắn con lộn mà. Bây giờ bắn đại bàng không à. Anh Năm ảnh có món này bằng gì cả nhà biết nhớ biết không? Có thấy ha. Mặt khén nhanh giỏi á cả nhà. Ở Tây Bắc. Chú Năm chơi dữ không ta? Lên bia cho mình. Đúng rồi. Vô anh Thắng ơi. Vô anh Hồi. Nhớ. Em bạn của anh Thắng ở bên An Giang á. Dạ. Năm rồi á, mình năm buồn quá thôi, gọi gọi. Không biết đâu hai em muốn xem không chơi. Vô cho mấy em được. Ừ, cái lóc lún đuôi có này. Sao mà chở vô tại. Lún dần nha. Năm làm cái năm ơi. Khác. Vô Năm ơi. Nắng hầu. Nắng hầu chút xíu nó khác à. Năm lựa chỗ đúng đời luôn ha. Ngày trăng cho nắng luôn nè. Mình ổng nắng à? Không, mình trúng nhà mà. Trúng nhà ổng kiểu mà. Không có túi tay. Không có túi tay. Vô trong. Vô rồi nè. Vô, em mời mấy anh ạ. Mời mấy anh. Vô chú Năm ơi. Vô. Mời cả nhà nha, bữa nay được xuất hiện trên clip rồi. Thầy mày hàng năm đầu thắng gì lên chơi. Qua dạ. Lợi tụi tao cuốn. Dạ. Bây giờ là về nha, bây giờ ai tới ai là phải bắt thăm à. Dạ. Còn bữa nào thắng muốn không? Muốn là trả xuống đây. Mà cũng là lúa bắt cá thì có. Có dùng lực, có cá, có ao. Cá nhóm luôn. Cái này ngoài đồng rồi chơi nó vui. Ra đồng nó sủi mình với họ xong rồi mình nướng ngoài luôn. Ăn ngoài đồng luôn vui.
có cầu tôm nữa hả? Đó. Có là mua tôm đem theo. Căn hiểu mua đem theo. Có. Tao lấy mua đem theo chắc cú. Tôi gọi câu dính gì lắm dính à anh Năm ơi. Tôm cạn không à? Tôm mình câu ngoài sông á khác tôm mua nhiều lắm. Nó ngon trời, dai chắc gì đây. Đi mua không có nè. Tao tính dự kiến tao mua. Mà trên này không có tôm càng nữa mà. Càng đó là không có. Không có tao điện thoại ra đây là chung của mẹ nó xin đi bán mà làm có mày mua tôm trong của tôm mất ké ăn gì tao đâu ăn. Tao bây giờ mấy cá lóc sao ta? Vậy có nằm ngồi đây nè. Chuyên gia đi câu tôm lắm. Câu có làm câu không có. Mấy anh chị này thấy ăn thấy gói bánh tráng thấy hấp dẫn quá ta. Hấp dẫn không? Mình cuốn chả cá đặc biệt về quê ăn được mấy cái món này rất là ngon cá nó có giờ sớm như vậy đó. Cá này là nãy mè, anh chị? Năm nói cá gì vậy nấu mè nấu mè mè hôi cá mè hôi nó mà ăn xong rồi nó hôi không cá mè hôi cái tên nó vậy nhưng mà nó ăn nó hôi dạ nó cà ri ngon nó rất là ngon dạ một lát có vú sữa vườn ăn nữa nè à đó nhìn vú sữa vườn chứ không phải vú sữa chợ hả chú Năm không có chợ một anh Năm ơi Năm nấu cà ri rất là ngon đúng không dạ nghe từ sớm giờ lỗ mũi nó mở luôn ngon thôi con Năm ơi đó là thấy chị cuốn cuốn tráng đây hấp dẫn không anh nhỉ đó cuốn cá nướng cá lóc nướng miếng nước mắm ủa chị bỏ vô đó luôn hả chứ bỏ chơi luôn nè món gà ri nè rất là ngon nè cuốn đấy rồi chị thử cái coi sao ngon không chị Bông? Ngon chị. Không nói chị đâu. Ngon quá. Món hướng đồng gió nội. Đúng rồi, ở đây thành phố mà có cái này. Rồi mà mấy chị ngon miệng nha. Vô nè em ơi. Nè ly đây nè. Một, hai, ba, vô. Ở cả nhà luôn nha. Gà đồ năm nay sao? Nhiều lắm ạ. 450 mấy. Không có nuôi đất chứ. 452, 458 gì đó. Lúa cái đổ bán em đang dục nhân tay cuối kinh dục luôn cái em xóa luôn tao đổ đá mà anh ai chuồng chân lỏng rồi hiểu rồi không mà nói thật ra mấy cái video là chỉ là kỹ dục nhân tay người miền Tây có sao nói vậy cả nhà ơi rắn rồi á bình thường đó hả không đó tao ở bên kia Trường Giang á tối ngày tao ở mà coi thằng đó cái thì coi bắt rắn đó có fan bên anh Trường Giang đó nha rắn chung đĩa này các bạn nhảy lên nhảy xuống hai năm hả đất này là gặp con rắn chung đĩa
Đi cầm nó qua cái gì vậy nhà. Xong, sang. Bển mời mấy chị ly đây. Kim đi tối hù về cái đá rồi nè. Núp à, ông nào núp đó có mà thôi. Thắng bắt mọi đi ra ngoài quá ngoài nhà năm ngoái à. Đi về. Thắng là đi rậm đi à. Cái đường đâu có đường mòn không à. Ghê rậm rạp ghê lắm. Bỏ giấy tờ không? Đúng rồi, chạy hoài à. Nhưng mà mình sợ là hồi hộp ha, mình đi sao nghe, đi trước rồi nghe sao bịch rồi thịt là mình sợ. Mà không bịch bịch. Thời đó đâu có đèn pin. Dầu mà bắp mừng lại nó chơi dầu gặp quá mồm á, trời cái đèn rồi phải đâu có thấy được, phải la lạc không à, phải đứng phải la không à, phải chọn cái đèn mất rồi đâu thấy đường đi nữa. Bây giờ gì đúng hết rồi. Đúng rồi. Hồi đó có nhiều à. Gặp nhiều. Cái này ở ngoài chơi không biết không nha. Béo không? Trên rừng á. Muối cá mà để cái này vô hầm nướng thơm. Lần đầu tiên em ăn luôn á. Mấy người lắp cũng ăn chứ mình đây ăn đây chứ chứ muối cá thì chứ ăn quá. Khó à, thử muối cá. Khó chấm mắm kém luôn dạ. Mắm mắm kém hạt dẻ chấm trứng muối tiêu này nè. Mắm kém hạt nhỏi nó khác khác với muối tiêu đâu. Có. Nó mới mùi kỳ kỳ lắm. Rau anh Năm có nè. Đặt ông đặt mua ra đem gì chứ đâu có. Ông đặt lên đây mà đặt gì á. Ngọc như muốn tiêu gì nè. Ngang, cái này ngang ngang đâm. Chấm với tôm đâm quá làm nhiều người mất dịch gần nhiều quá mất dịch không gửi người bạn đó cô bé thấy sao chúc ơi đầu cọc luôn không có chơi nữa chị chiên sẵn luôn rồi chúc chạy qua lấy rồi chị nào rồi ok rồi rõ rồi xong bữa nay mình anh em mình không sai không về nha bữa nay mình đi xe ngồi mình sợ gì có người lái hả? Dạ, hôm nay mình cũng lái. Mà nãy mời ông anh qua mà ông anh nói mới ăn không có qua. 1, 2, 3, vô. Chết đã bà. Năm ơi. Năm này có người quá ngon nè. Hả? Quá ngon. Không thành vấn đề. Tưởng đâu nó với nó bia thiệt cái nhà. Trời ơi, qua đây chị qua nữa hả? Đây. Không ngày được. Tấn công bên này coi. À. Vô bên này mình rồi. Chúng giường này đó rồi. Chúng giường. Ờ, ơi, dạ. Thôi anh hai lúa đâu rồi, anh hai lúa đâu, chỗ đâu mấy người khác đó, uống nguyên mà không có hai lúa, mà nó uống sống bè muốn kẻ, mình nói rồi, chỉ muốn cái ly của mình thôi, mẹ con ở thành phố ở Sa Đéc cứ ở đây, để ba con đang mình lên à. Ơ xin đúng là quà lan à, ê nhỏ
lắm. Rồi, chăm chăm luôn. Vô. Đây luôn. Rồi, cái này hay quá là coi. Lực làm cái ly dài nấu mời cái nhà mà. Buổi tiệc nào cũng tan cả nhà. À, giờ thì anh em lúa xin phép về. Cảm ơn anh Năm rất là nhiều. Anh Năm, cảm ơn anh Năm nhiều nha. Anh Năm gặp lại sau. Sẽ gặp lại. Tại Năm nhiều nha. Cái này cũng hơi tê tê anh Năm ơi. Nên vô phòng anh nghỉ chút đi. Không được. Bữa nay có người lái xe à. Ok. Đây là bạn chụp giùm cái nha. À, đó, Vĩnh má. Rồi đấy. Lô, chụp giùm luôn. Ok. Chụp cho anh luôn. Rồi nha. 1, 2, 3. 2, 3. Rồi, cảm ơn. Quý vị luôn. Nhưng mà sau này em có lên tâm đông cái gì. Mọi người ơi, nhìn đây nha. 1, 2, 3. Ơi xong mày ôm thấy ghê quá, xong mày bình thường hay xong. Hai thằng con trai mày ôm nhau ghê quá mày. Rồi, 1, 2, 3. Quá đẹp. Rồi. Sao rồi? Cả nhà ơi. Chị Lâm xỉn này. Gì sang? Giỡn hội luôn vậy. Chơi hết mình cả nhà. Lại ơi. Em đâu rồi? Em đâu? Trời ơi, xếp nguyên quay cái dàn ghế sao luôn trời. À, bây giờ thì anh em về nhà cả nhà. À, cảm ơn gia đình anh Thắng rất là nhiều.
anh Năm, cảm ơn anh rất là nhiều. Bữa nay súp heo cái gì vậy? Đúng rồi, súp heo. Rồi ok, chúc cho gia đình anh năm mới có thật nhiều sức khỏe, tràn đầy niềm vui. Và bây giờ thì tạm thời anh em ngưng clip ở đây cả nhà. Ai cũng tê rồi. Chính làm là làm hết mình, mà chơi là chơi hết hết lóc nha cả nhà. Rồi bye bye cả nhà, hẹn cả nhà clip sau. Bye bye cả nhà nha. Bye bye cả nhà.